Đâu, mấy chị dòm thử coi biết thằng này gì không? Trời ơi, em mà không biết trước nó là cái gì em cũng nói nó như mấy cái que củi vậy đó. Giống như mấy cái lá mà xoắn xoắn rồi rồi. Trời nữa mấy chị ơi. Thấy dạo gần đây cái tảo xoắn chile này nó hot hot. Nhiều người khen ngon lắm mà mấy người ta nói là dinh dưỡng nhiều. Ai ăn chay thì nên mua cái này ăn thì cái thứ rồi đó. Tốt cho sức khỏe rồi đó. Cái gì mà thiếu em được. Bởi vậy lên chốt một bịch tảo xoắn. Xong dòm dòm thấy bịch tảo ống đó mấy chị. Thì nghe ống ống rồi thấy cho cứ nghĩ giòn à. Coi được mấy cái video như vậy nè. Đó mấy bà thấy chưa. Nó kêu bụp đã lỗ tai quá. Nên quyết định là chốt một bịch tảo xoắn và một bịch tảo ống là hợp lý rồi. Là chính xác rồi. Ai mà có dè. Cuối cùng hai bịch tảo xoắn không. Trời ơi, đầu với chả hóc thiệt chứ. Nhãn hàng mà coi được mấy có nào thế nào hỗ trợ đổi cho mấy bịch không? Em đặt lộn. Trời ơi, mấy chị coi em đặt lộn hai bịch tảo xoắn hết trơn luôn. Tôi kệ luôn đi, để ăn nha, đồn cũng tốt. Hy vọng là nó hợp khủng vị. Chứ mà nó không hợp nữa chắc tức ếch, tức chết. Loan thử ngon rồi review cho mấy bà nè. Để ăn trước thử bịch nhỏ coi sao mấy chị. Ngon rồi để ăn luôn. Còn nếu mà lỡ nó ấy ấy đó, biết đâu nhãn hàng của coi được đó, cho em đổi cái bịch bự ha. Giỡn giỡn thôi, nhưng mà có cho đổi thì em mừng dữ lắm. Thôi lần đầu ăn mình không nên liều mạng mấy chị. Lấy chừng nhúm cỡ vậy là được rồi. Trời đất ơi, không biết có ra đám môn nhiều không. Sao thấy nó cứ ngắt gì đây nè. Xong rồi cái mình cho nước lạnh vô ngâm cho tụi nó nở ra. Giờ dục qua bên đi, lát hồi tính tiếp. Nghe đồn cái này mà xào xả ớt là ăn ngon dữ lắm sao đó. Bây giờ là em sẽ rửa xả với mớ ớt. Sau đó em sẽ đẩy vô là em sẽ sắc nhuyễn xả. Thì em định là bữa nay là làm nguyên một bữa ăn chay luôn. Nó nghe tại nhà gia chủ bán dao, cho nên bây giờ bắt buộc mình phải lấy dao ra mình cắt cắt gì đó mấy chị. Sẵn nói về dao cho em xin 3 giây quảng cáo cái bộ dao nhà em nghe. Mấy bà mua một bộ ba con bên em sẽ tặng cái đồ mài đa năng như vậy nha. Còn cái bộ dao này bên em là làm từ thép Nhật, độ chống gỉ 95%, độ cứng là 57H độ C. Còn cái cán mấy bà thấy chưa, làm bằng gỗ mun Nam Phi mấy chị nha, chống nắm móc mối mọt luôn. Trời đất ơi, ta nói một bộ ba con như vậy chỉ có hơn 300 cành. Bà nào cần tham khảo nhớ liên hệ em nghe. Rồi thôi, xin được phép hết chương trình quảng cáo. Nói lâu quá mấy bà bỏ follow ha. Thôi, quên em còn miễn ship mà bảo hành trong vòng 7 ngày nữa. Rồi xin được hết. Thiệt lòng nha, có máy xay dục vô cho tụi nó xay cho lẹ mấy chị ơi. Trời ơi, câu giờ quá trời quá đất. Cái này là ớt không cay, còn mấy chị nào mà ăn cay được thì mình dùng bằng ớt cay nha. Mấy con tảo ngâm nãy giờ nó nở phỏng phao mấy chị nha, mà nó nhớt nhớt giống như là phẫu tay vậy đó. Để em đổ ra rồi mình rửa vô giò nước thêm xíu nữa, xong cái mình nấu một cái nồi nước sôi ấm thôi được rồi, chứ cái nồi nó bự quá. Mình đổ vô mình ngâm thêm chút nữa để cho mà nó không có tanh hay sao đó. Rồi phóng vô kia mình cắt mớ nấm. Cái này thì em mua nấm đùi gà với cái nấm dài dài đó, không biết tên gì. Mình sẽ ngâm với nước muối một hồi mấy chị nha, cho cái phần nấm này nó không có hôi. Trong khi mà đợi mình ngâm cái nấm này thì nhảy vô bếp liền. Ủa chưa chảy vô bếp nữa hả? Trời đất ơi, cắt tàu hũ nó mấy chị ơi. Bây giờ mình cắt mỏng mỏng cái phần tàu hũ này để em lát mình chiên cho nó mau cứng. Vì đã qua chương trình quảng cáo dao rồi, xin được phép trút cái mớ xả tỏi còn lại vô cái máy xay cho nó lẹ. Rồi hất vô cho em một mớ bột ngọt đủ làm mấy bà mất trí nhớ đâu đó khoảng một ngày được rồi. Rồi thêm mớ muối nữa, nhớ gia giảm tùy theo cái khẩu vị nha. Xay cho nó hòa quyện rồi á thì mình sẽ cho vô cái chảo, rồi bây giờ mình sẽ bắt lên mình rang. Mấy chị có cái nồi chiên không dầu không? Quên đại vô đó đi cho lẹ, em làm màu đó. Thấy cái phần xả mà nó vàng như vậy á thì mình sẽ bỏ vô máy xay, mình xay lại cho nhuyễn. Cái máy này của em không nhuyễn lắm, chứ mấy bà xay thiệt nhuyễn á nha. Mình làm muối chấm ngon lắm nha, ăn với cơm cũng hơi bị ghiền. Hồi xưa nhà em nghèo, mẹ em hay làm muối xả gì để ăn cơm lắm mấy chị, mà ăn bắt ghê vậy đó. Cái bếp bên kia mình chiên tàu hũ, sẵn mình quay qua bên đây mình sắp cái mớ nấm này lên mình hấp. Trời đất ơi, vui bà cho khá cưng. Cộng đồng mạng thấy chị chích chị chết mày. Cái tàu hũ này thì mấy chị chiên cái miếng nó hơi cứng cứng là được rồi. Cái mình vớt ra xong cái mình cho vô cái tô. Sự ngựa bà, ta cho vô đại cái tô đi. Mệt mỏi em thiệt chứ. Mình rưới lên miếng dầu hồi nãy mình chiên đó, rồi cái mình cho cái phần muối xả lên, sau đó mấy chị lắc đều rồi rắc lên miếng vậy cho em. Trời ơi, nhìn vậy thôi chứ ngon lắm á nha. Còn cái phần tảo xoắn á thì mình đi ra mình rửa thêm hai nước nữa, vắt là sạch nước. Rồi ở trong á thì mình sẽ phi vàng cái phần xả với cái phần ớt như thế này. Xong thì mình sẽ cho phần tảo vô cái mình xào lên thôi. Trời, cái món này dễ dữ vậy trời. Sau đó thì mấy chị nêm khoái gì nêm đó. Mình quên đồ chai mà. Có hạt nêm chai, nêm hạt nêm chai, còn không mà cứ bột ngọt muối làm tới cho em nghe. Rồi vậy là xong cái món thứ hai mấy chị ơi, quay qua làm cái chén nước sốt này cho em. Tao nói thiệt với mấy bà, cái quỷ tẩu sắn không biết có ngon lành gì hay không nha, nhưng mà riêng cái món nắm mà sốt cái nước sốt này nè, tôi thiệt với mấy bà là 10 đêm về chỗ không có nói nhiều. Nguyên liệu thì chỉ có đường, nước tương với tương ớt thôi, mấy chị tự gia giảm theo cái khẩu vị. Rồi mình băm mớ hành tỏi đó mình phi cho thơm, cho cái chén nước sốt vô cho em. Rồi mình bắt lửa nhỏ, tôi nghe lớn quá nó khét. Thêm hành với mà để cho đẹp đẹp á, mình phúng thêm miếng hè nữa. Rồi vậy là được rồi đó. Thấy nó hơi keo keo lại rồi, mình rưới lên cái phần nấm hồi nãy mình hấp chín.
Trời ơi, tao nói thiệt với mấy bà, ăn còn ngon hơn đồ măng nữa. Để cho dễ trôi á thì em có nấu thêm nồi canh khoai từ nữa, mà thấy lạc lẽo quá nên thêm miếng hành mấy chị nghe, chứ nghe đồn hình như ăn chay không được ăn hành hay sao đó. Trời đất ơi, tao nói mấy cái món này món nào dòm cũng bén ngót hết đó. Rồi, sẵn bữa mời mấy bà ăn cơm với em nha. Nó dài, giòn giòn, cũng có lý lắm, nấm xuất sắc, nấm ngon, ngon cậu hai, nấm được không? Nấm như thế nào? Không có một từ nào để nói là còn hơn gì? Là từ ngon. À, tạo sắn á, chi lê. Gì chứ? Tạo sắn chi lê. Không mày. Không chết tao đừng lo. Ba hỏi em nãy gì mà thấy ông Hà nói vậy? Cái bà nó nhảy cũng vậy luôn. Như là em nói là ăn dụng. Ăn dụng không tính. Bắt cơm. Ngon. Nhưng mà nó dai. Nó có đặc trưng mà nó dai nó giòn. Bắt cơm. Cái dám cần. Làm mà ăn chay làm chỗ này ngon. Bắt cơm. Hết là cơm cũng chưa đủ. Không, cái này mà làm thế này ngon hả? Cái này phải làm cái kết của cái nấm nha mấy chị, ngon lắm. Thật sự. Nào.